C. Ronaldo, Butler cựu sao Liverpool. Siêu sao C. Ronaldo từ chối bắt tay cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher khi đang khởi động trước trận đấu vòng 3 Premier League tối 22 tháng 8. Tình huống diễn ra khi Jamie Carragher cùng hai đồng nghiệp Gary Neville và Roy Cần đứng ngoài đường pitch chuẩn bị bình luận trận đấu giữa MU và Liverpool tại Old Trafford cho Sky Sports. Đang cùng các đồng đội khởi động cạnh đó, C. Ronaldo tiến tới chào hỏi nhóm BLV. Tuy nhiên khi Jamie Carragher giơ tay ra, siêu sao Bồ Đào Nha không đáp lại mà ôm đồng đội cũ Gary Neville. Sau đó, anh phất lờ cựu sao Liverpool lần nữa, vòng ra phía sau bắt tay đồng đội cũ khác Roy Keane. Sau vài câu trò chuyện, CR7 quay vào sân tập tiếp, Carragher chỉ biết cười trừ, danh thủ một thời của Liverpool không để bụng với hành động của C. Ronaldo thậm chí lấy việc bị chân sút MU bỏ quên cười đùa với các đồng nghiệp bên cạnh. Thế là cậu ta bơ tôi, Jamie Carragher nói rồi phá lên cười. Trên mạng xã hội, các fan cũng bàn tán sôi nổi. Ronaldo phất lờ Carragher sẽ là điểm nhấn của trận đấu, một tài khoản viết. Ronaldo không thể hiện chút tôn trọng nào với Carragher. Người khác nhận xét Jamie Carragher được coi là tên tuổi lớn của Liverpool khi gắn bó trọn sự nghiệp với đội bóng áo đỏ thành Merseyside từ năm 1996 đến 2013. Khi còn thi đấu, Carragher nhiều lần chạm trán C. Ronaldo khi siêu sao sinh năm 1985 khoác áo MU từ năm 2003 đến 2009. Trang Getme Sport bình luận việc C. Ronaldo không đáp lại Carragher có thể chỉ là sơ suất hoặc siêu sao 37 tuổi muốn tránh nói chuyện với một CRV của kình địch Liverpool trước đại chiến. Tuy nhiên, Jamie Carragher cũng là người nhiều lần lên tiếng chỉ trích CR7 kể từ khi chân sút huyền thoại trở về MU hè năm ngoái. Hậu vệ một thời của Liverpool nói việc đội chủ sân Old Trafford tái ký hợp đồng với C. Ronaldo là kỳ quái. Carragher từng phát biểu Messi chứ không phải CR7 là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. C. Ronaldo ngồi dự bị giữa Fred và Marshall trong trận thắng 2-1 của MU trước Liverpool tối 22 tháng 8. Ảnh AFP, C. Ronaldo ngồi dự bị giữa Fred và Marshall trong trận thắng 2-1 của MU trước Liverpool tối 22 tháng 8. Ảnh AFP, trong trận đấu muộn vòng 3 Premier League tối qua, C. Ronaldo ngồi dự bị phút 86 mới được tung vào sân. MU có trận đấu lột xác giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool trên sân nhà, lấy lại tinh thần sau hai trận đầu toàn thua. Jadon Sancho và Marcus Rashford là hai người lập công cho đội chủ nhà. Quỷ đỏ thoát khỏi vị trí bét bảng, vươn lên thứ 14 với 3 điểm, hơn chính kình địch 1 điểm và đứng trên 2 bậc. Sau trận, C. Ronaldo đăng ảnh vỗ tay bước ra khỏi sân cùng chú thích làm tốt lắm A.MANCSESTIAUNITED. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn suốt cả mùa hè. C. Ronaldo là tâm điểm chú ý khi truyền thông đưa tin anh đề nghị câu lạc bộ cho phép ra đi tới đội bóng được dự Champions League mùa này. Tiền đạo Bồ Đào Nha không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải cùng MU và nhiều lần tỏ thái độ thiếu chuyên nghiệp. Bị các fan chỉ trích,